Mở đầu bản tin chúng tôi xin được cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có thêm 12 ca bệnh F0 mới. Cụ thể, huyện Na Rì 4 ca, huyện Ba Bể 3 ca, thành phố Bắc Cạn 3, huyện Chợ Đồn 2 ca bệnh. Trong khi đó, số được điều trị khỏi là 15 bệnh nhân, nâng tổng số ca bệnh điều trị khỏi lên 77.854 trường hợp. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19, còn gọi là hậu COVID-19, trong đó mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở giai đoạn hồi phục sau mắc COVID-19. Vậy hậu COVID-19 ở mức độ như thế nào thì cần đi khám bác sĩ? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo Bộ Y tế, mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở giai đoạn hồi phục sau mắc COVID-19. Được mô tả là một cảm giác quá tải hay kiệt sức cả về thể chất và tinh thần. Cảm giác mệt mỏi sau mắc COVID-19 là có thể thức dậy với cảm giác mệt mỏi y như trước khi ngủ. Mức độ mệt mỏi có thể thay đổi theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ. Người mệt mỏi sẽ không còn động lực để làm bất cứ điều gì vì quá mệt hoặc cảm thấy cơ thể mình sẽ kiệt sức ngay cả khi thực hiện những việc đơn giản nhất. Trong khi rất khó giải thích tình trạng kiệt sức của mình cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hiểu. Tại hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19, Bộ Y tế nhấn mạnh nếu sau mắc COVID-19 tình trạng mệt mỏi kéo dài, mặc dù đã tự điều chỉnh về nhịp độ và các hoạt động ưu tiên, ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, kèm theo một số triệu chứng như mệt mỏi sau khi làm việc gắng sức và kéo dài trên 24 giờ, ngủ không yên giấc, suy giảm trí nhớ hoặc khả năng tập trung, đau cơ, đau nhiều khớp nhưng không sưng, nóng, đỏ, đau họng hoặc lét miệng, đau đầu, thì bạn cần đi khám tại phòng khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Để mà đánh giá một cái trường hợp bệnh nhân mà có hậu COVID thì chúng ta phải đánh giá dựa vào rất là nhiều yếu tố, cả về thời gian, cả về những cái triệu chứng. Những cái triệu chứng mà thông thường bệnh nhân hay phàn nàn với chúng tôi đó là triệu chứng ho. Triệu chứng thứ hai nữa là một số những cái trường hợp bệnh nhân mất ngủ. Và triệu chứng thứ ba nữa là bệnh nhân sẽ có một số những cái biểu hiện ban ở trên da. Đấy là những cái biểu hiện. Ngoài ra những cái biểu hiện hậu COVID khác sâu hơn một chút về những cái chức năng hô hấp khác hoặc là chức năng tim mạch khác hoặc là chức năng xương khớp khác, thì những cái đó khi chúng ta có biểu hiện ở những cái cơ quan đấy thì chúng ta sẽ đi khám các chuyên khoa để được tư vấn đầy đủ và sử dụng thuốc đúng phác đồ. Cũng tại quyết định hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19, về dấu hiệu cảnh báo cần sự trợ giúp y tế khẩn cấp từ nhân viên y tế, Bộ Y tế nêu rõ những biến chứng y khoa có thể xuất hiện trong quá trình phục hồi sau mắc COVID-19 và cần sự thăm khám y tế khẩn cấp. Chúng ta cần liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nguy hiểm nào sau đây. Khó thở khi hoạt động nhẹ mà tình trạng này không cải thiện khi thực hiện bất kỳ tư thế làm giảm khó thở nào. Có sự thay đổi tình trạng khó thở khi nghỉ ngơi mà không thấy đỡ hơn khi thực hiện các kỹ thuật vận động và tập thể dục. Đau ngực, tim đập nhanh hoặc chóng mặt khi ở một số tư thế hoặc trong quá trình tập luyện hay hoạt động thể lực. Tình trạng lẫn lộn ngày càng xấu đi và cảm thấy khó nói hay khó hiểu lời nói. Thay đổi cảm giác và vận động trên mặt, tay, chân, đặc biệt là các dấu hiệu này chỉ có ở một bên cơ thể, hoặc tình trạng lo âu hay tâm trạng xấu đi. Hậu COVID nó có rất nhiều cái biến chứng, triệu chứng sau COVID, chứ không phải mỗi tại phổi đâu. Nên là chủ yếu là làm được cả xét nghiệm máu, chụp phổi, làm những cái xét nghiệm khác liên quan đến triệu chứng của bệnh nhân để chẩn đoán và điều trị. Phải không? Ngoài ra nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài sau mắc COVID-19, đồng thời có bệnh mạn tính về tim mạch, bệnh mạch vành, suy tim, bệnh nội khoa, đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, bệnh phổi, tắc nghẽn mạn tính, hoặc có biến chứng về tim mạch, hô hấp trong thời gian nhiễm COVID-19, thì chúng ta không nên trì hoãn mà cần khám và quản lý sớm tại các phòng khám chuyên khoa tương ứng. 6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, hàng ngày thu gom chất thải và đưa đi xử lý.